Charmy Idol phẫn nộ khi con trai Hayden bị sử dụng để công kích Chipu. Mới đây, Charmy Idol đã vô cùng bức xúc khi hình ảnh con trai út Hayden bị sử dụng với mục đích công kích Chipu. Cô bày tỏ như sau: "Hy vọng mình chỉ phải nói lần này thôi. Nhưng mình đã nói những post trước khá lâu, hình của bé mình không muốn bị đưa lên group và nhất là bị sử dụng vào trường hợp như thế này. Mình cảm ơn vì các bạn đã quan tâm và yêu quý Hayden nhà mình. Và hy vọng nếu các bạn có thấy hình của bé sử dụng vào những mục đích riêng của cá nhân như thế này thì report dùng mình nhé. Thanks all." Nói về việc công kích trên thì vừa qua Chipu đã chia sẻ một story trên Instagram cá nhân với mục đích quảng cáo cho một cửa hàng thời trang của người quen. Tưởng như chỉ là một bài đăng bình thường nhưng nữ ca sĩ bất ngờ nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội. Vì lần theo địa chỉ cô chia sẻ thì đó là một nơi chuyên bán hàng xuất dư, đó là những mặt hàng bị lỗi không đáng kể, thường được các nhân viên của nhãn tuồn ra ngoài bán. Bên cạnh đó, việc mức giá của cửa hàng này bán quá thấp so với giá thị trường khiến nhiều người nghi ngờ đây là hàng giả, mượn tên hàng xuất dư để lừa đảo. Là một trong những nghệ sĩ đại diện cho các nhãn hàng lớn, hành động nhỏ từng không gây hại của Chipu lại mang về một ổ rắc rối cho cô nàng. Hiện story này đã được cô gỡ bỏ khỏi Instagram. Quay về với gia đình Charmy Idol, việc hình ảnh Hayden bị sử dụng lung tung như vậy khó có thể chấp nhận được và hành động lập tức bảo vệ con của nữ ca sĩ hoàn toàn đúng đắn. Bỏ qua sự việc khó chịu này, nhiều cư dân mạng đồng thời bày tỏ sự lo lắng Charmy Idol sẽ hạn chế việc chia sẻ hình ảnh các con lên mạng xã hội. Điều này chắc chắn sẽ gây ra không ít tiếc nuối cho các fan của hai cậu bé đáng yêu này, đặc biệt là cây hài thế hệ mới, bé Hayden. Charmy Idol là một trong những nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của gia đình cùng khán giả. Hai cậu con trai của nữ ca sĩ cũng sở hữu lượng fan đông đảo không hề kém cạnh mẹ vì rất kháu khỉnh, đáng yêu. Sinh hai con trai sau khi kết hôn, Charmy Idol tạm gác lại con đường nghệ thuật mà dành thời gian chăm sóc gia đình và tập trung cho việc kinh doanh. Tuy vậy, giọng ca Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy cũng thường chia sẻ hình ảnh hai quý tử là Gia Huy và Hayden. Nếu Gia Huy sở hữu hết nét đẹp của mẹ, từ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to long lanh và hàng mi đen dài, thì bé Hayden lại giống bố và giống thể bác đệm ngỡ ngàng, đôi mắt một mí, đôi má bánh bao vuông phính như hai trái đào vô cùng đáng yêu. Trước đó, Hayden cũng gây chú ý với khoảnh khắc con trai út Hayden xin tiền mẹ để dàn túi. Dù chưa biết nói, cũng không biết dùng tiền để mua gì, nhưng cậu bé nhất quyết chờ mẹ nhét tiền vào chiếc bỉm mới thôi nhăn nhó. Biểu cảm nũng nịu đáng yêu và nơi cất tiền khó đỡ của bé Hayden khiến fan rụng tim.